đưa tay ra này, nắm lấy cái hông này, nắm lấy cái mình này, nắm lấy cái. Đứng dậy chứ, đứng dậy múa chứ, đứng dậy múa chứ. Khánh Linh đứng dậy nào. Đúng rồi. Không được lè lưỡi nhá, không được lè lưỡi đâu nhá, quen nhá. Linh chóc nhẹ. Ano, đi tham gia đây, đi tham gia đây, ra biểu diễn này bán về đây. Khánh Linh ơi, là đây cô quay này. Mai mình đi khai giảng, nó hát đi để mai mình đi khai giảng nào. Ai đấy? Chạy ít thôi, Suri ơi, chạy ít thôi. Mệt chưa? Mệt chưa con này, mệt chưa?